Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Thông minh. iPhone 12 Pro và 12 Pro Max là hai mẫu iPhone cao cấp nhất hiện nay của Apple. Nếu như vào năm ngoái, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max chỉ có khác nhau về kích thước, thì năm nay đã có sự khác biệt khá nhiều giữa hai phiên bản này. Tiêu biểu trong đó chính là camera. Và trong các bài kiểm tra so sánh thì iPhone 12 Pro Max đã được đánh giá vượt trội hơn iPhone 12 Pro và vươn lên trở thành smartphone có camera tốt nhất hiện nay của Apple. Và cụ thể sự chênh lệch giữa iPhone 12 Pro, 12 Pro Max ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc iPhone 12 Pro, 12 Pro Max tại Di động Thông minh thì các bạn cũng có thể click vào link bên dưới phần mô tả của video nhé. Như các bạn cũng đã biết thì bộ đôi 12 Pro, 12 Pro Max đều sở hữu cụm camera có 3 ống kính, gồm ống kính góc rộng 12MP, ống kính góc siêu rộng 12MP, ống kính tele 12MP và máy quét LiDAR. Về tính năng trên các camera thì cũng giống nhau như là Night Mode, Smart HDR3, ảnh Pro Raw hay là Deep Fusion. Tuy nhiên, có khá là nhiều trang bị kỹ thuật khác nhau đã khiến cho chất lượng ảnh giữa hai mẫu iPhone này có sự chênh lệch. Trên 12 Pro Max thì ống kính góc rộng có cảm biến lớn hơn 47%, cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn trên ống kính của iPhone 12. Apple cũng nói thêm là những bức ảnh chụp bằng iPhone 12 Pro Max có nhiều chi tiết và màu sắc tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng đến 87%. Ống kính tele trên 12 Pro Max thì có khẩu độ f2.2, lớn hơn iPhone 12 Pro là f2.0. Ngoài ra thì khả năng zoom trên iPhone 12 Pro Max là 2.5x và zoom quang học lên tới 5x, vượt trội hơn với zoom 2x của mẫu Pro. Thêm nữa là năm nay iPhone 12 Pro Max còn có tính năng OIS ổn định hình ảnh quang học, thay đổi cảm biến ở ống kính góc rộng, khác so với năm ngoái. Nghĩa là máy ảnh tự di chuyển để chống rung thay vì là ở ống kính mang đến kết quả cải thiện hơn. Cải tiến zoom, hình ảnh thiếu sáng và ổn định hình quang học là các điểm nổi bật của iPhone 12 Pro Max. Nếu như các bạn có sở thích và chuyên về chụp ảnh, quay video, làm vlog v.v. thì đây là một trong những mẫu smartphone cực kỳ sáng giá. Vài ngày trước thì iPhone 12 Pro đạt được con số điểm trên DxOMark là 128 điểm và xếp vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Mới đây thì ngay sau khi mà iPhone 12 Pro Max được bán ra thì chiếc máy này đã có điểm chấm mới và không bất ngờ khi mà nó cao hơn người đàn em. iPhone 12 Pro Max đạt được tổng là 130 điểm, xoán ngôi vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của chính iPhone 12 Pro. Cụ thể, máy đạt được 138 điểm khi mà chụp ảnh, 68 điểm cho khả năng zoom và 113 điểm khi mà quay video. Cụ thể thì kết quả so sánh với iPhone 12 Pro lần lượt là 135 điểm khi chụp ảnh, 66 điểm khi mà zoom và 112 điểm khi quay video. Nhưng mà số điểm này nếu mà so với những mẫu máy như kiểu là Huawei hay Xiaomi thì vẫn chưa thể sánh bằng được, bởi vì hiện tại với mẫu Mate 40 Pro thì đứng đầu với 136 điểm, Mi 10 Ultra đứng thứ 2 với 133 điểm, Huawei P40 Pro cũng đứng ở thứ 3 là 132 điểm và thứ 4 là thuộc vị trí của 12 Pro Max và thứ 5 là của 12 Pro. Chi tiết về chất lượng ảnh thì với iPhone 12 Pro Max được đánh giá cao về khả năng lấy nét tự động nhanh và chính xác, có độ phôi sáng tốt, chi tiết hình ảnh cao hơn trong môi trường ánh sáng khi mà chụp hình. Về khoản quay video thì iPhone 12 Pro Max có giải nhạy sáng tốt và khả năng quay ổn định hơn, tuy nhiên thì nó lại có một vài cái nhược điểm như là giải nhạy sáng còn hạn chế khi chụp hình, xuất hiện nhiễu hạt khi mà chụp trong môi trường có ánh sáng yếu, màu sắc không được tự nhiên khi các bạn chụp HDR, độ phôi sáng không ổn định khi mà quay video. Nói chung là có thể xét tổng thể trên rất là nhiều phương diện khác nhau thì cụm camera này của iPhone 12 Pro Max không thể nào được đánh giá là xuất sắc so với những mẫu smartphone có cái cụm camera tốt hơn. Tuy nhiên, nó đã được cải tiến hơn rất là nhiều so với người tiền nhiệm rồi. Còn các bạn thấy sao về sự khác biệt giữa cụm camera trên iPhone 12 Pro, 12 Pro Max cũng như là cái sự cải tiến của cụm camera riêng trên iPhone 12 Pro Max so với năm ngoái thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Và các bạn có mua iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 12 Pro thì cũng để lại ý kiến nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!